Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái stack mới, đó là FarmStack. Thì các bạn có thể thấy cái phần về search ở trên Google hiện nay có rất ít cái nội dung nói về FarmStack. Thì chỉ có một cái bài viết về giới thiệu FarmStack của một tác giả ở trên của MongoDB. Thế FarmStack làm cái gì? Thì nó là kết hợp của các công nghệ Fast API để viết API cho Python. Thì Fast API nó mới nổi trong khoảng thời gian gần đây. Ta dùng React CS để làm cho phần frontend và cái phần MongoDB để phần cho phần backend. Không sao hết. Tôi sẽ giới thiệu cũng như là làm việc lại, làm lại cái project để các bạn xem ha. Rồi, thì Fast API thì các bạn có thể xem cụ thể ở cái trang của anh tác giả. Đây, nó có đầy đủ các cái version và hiện nay ngày càng hoàn thiện thêm ha. Rồi, đầu tiên tôi tạo mới cái project. Project của tôi sẽ tạo intro ha. Rồi, ở đây thì tôi sẽ có cả frontend cả backend luôn đi để cho nó dễ. Thì tôi sẽ làm việc trong cái phần về backend ha. Đấy, tôi sẽ làm việc trong farm intro này của tôi sẽ có thêm cái phần về backend ha. Backend. Tôi sẽ có hai thư mục frontend và backend. Ok. Thì đối với backend thì khi mà xài cái PyCharm thì các bạn có thể tạo cái virtual environment để không ảnh hưởng đến các cái project khác ha. Rồi, ok. Để làm việc với Fast API thì các bạn có thể follow theo cái instruction document ở trang Fast API ha. Hướng dẫn. Tôi đang chờ cái project được setup. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải cài đặt cái thằng về Fast API. Install về Fast API ha. Chút xíu. Tại vì khi tạo project thì nó sẽ tạo luôn cái virtual environment nên nó hơi lâu một tí xíu để thấy rất rõ ha. Ok. Tôi tạo một cái file tạm gọi là setup.txt để nốt lại những cái phần mà ta sẽ install. Đầu tiên thì các bạn sẽ install cái phần về Fast API ha. Rồi. Tiếp theo trong cái phần Fast API thì các bạn sẽ cài đặt cái server dành cho Python web thì ta có cái ubeacon thì tôi cũng có luôn ubeacon ok. Ok rồi, tiếp theo để cho nó dễ thì tôi muốn đơn giản tôi tạo cái thư mục app và trong này tôi sẽ có cái API API và những cái gì liên quan API tôi nằm trong này và trong cái file main của tôi đây thì tôi sẽ start ra thôi, start cái ubeacon lên ha. Ubeacon rồi đây là cái hàm main. Main nếu name mà nó bằng bằng cái main ha. Thì tôi sẽ start cái ubeacon đây. Thì nãy có nói tôi sẽ làm trực tiếp trong cái app này ha, app API. App API. Và cái phần của mình tôi tạm gọi là cái app, tại cái Fast API tôi sẽ tạo là cái app ha.
Ok, cái tham số thứ hai, cái hot để cho nó hết sức thoải mái thì tôi là 000 ha. Ở trong này thì ta cũng có thể giới thiệu đây. Ubiquen, cái me chạy cái app. Thế app là cái gì thì các bạn tôi sẽ copy đây ha, tí xíu tôi sẽ copy ha, để đơn giản là như thế này thôi. Đối với hôm nay thì ta chỉ cần là fast API là đủ rồi. Các bạn muốn hello world thì tôi sẽ cho hello world ha. Ok. Rồi. Trở lại thì cái hot của mình để cho nó đơn giản thì tôi sẽ 0.0.0.0 đi ha. Rồi, tiếp theo cái port, cái port mà nó sẽ định chạy của mình sẽ là bằng 8000 đi ha. Và có reload ha. Reload cái gì thì cứ mỗi lần mà ta có thể thay đổi trên sụp code thì các tôi sẽ cho nó reload lại ha, tự động reload lại. Ok. Rồi. Ok. Thì các bạn tuy là kiểu này nó gọn hơn một tí xíu thì các bạn có thể chạy trực tiếp bằng Python main ha. Ok. Đấy, tôi sẽ chạy rồi. Tôi các bạn có thể kiểm tra lại ha. Localhost 8000. Đây, hello world nó đã hiển thị. Hoặc là các bạn có thể xịt đất để xem được cái fast API của mình đã có những cái gì rồi. Ok. Rồi, thế là tôi đã setup cái hệ thống xong rồi. Tiếp theo tôi sẽ tạo thêm một số cái ha. Ví dụ tôi sẽ tạo thêm cái phần về config đi ha. Config thì ta muốn có thêm một số cái ha, thông số để cấu hình vân vân. Thì ta có một cái tập tin đặc biệt gạch dưới init ha. Thì nên có như vậy ha. Ví dụ như tôi copy lên ha. Rồi nên có luôn. Rồi, có thể rỗng được. Thì trong phần config này tôi sẽ làm cái gì? Tôi sẽ khai báo các cái setting. Manage this from inbox. By setting. Ok. Tôi sẽ khai báo class ví dụ như database setting thì ta sẽ làm việc trên cái database là MongoDB. Kế thừa từ cái base setting. Ok. DB URL. DB URL. Đây các bạn sẽ thấy là tôi đã cài sẵn cái MongoDB rồi. Tôi đã chạy sẵn cho mình rồi. Thì bởi vì localhost thôi cho nó đơn giản thì ta có thể cái chuỗi kết nối của mình có thể mình lấy trong này ha. Tôi cũng chuẩn bị sẵn cái database đây. Localhost 27017 ha. Đây. Đây là cái chuỗi kết nối của tôi ha. Tôi có thể kết nối vô. Rồi. Thứ hai cái database của tôi tên là todo ha. Đó, thì cái này là 27017 nha. Ok. DB name. Database name của tôi là todo ha. Chà, ok. Tôi cần hai đứa được rồi. Được chưa? Class setting. Mai mốt thì mình sẽ có thể mình bổ sung thêm những cái phần setting khác. Hiện nay thì tôi chỉ cần cái và database server thôi ha, database setting thôi ha. Rồi thì tôi kế thừa từ đó ha. Ok, và khai báo một cái tuyến rồi bằng setting đúng không, đúng không? Ok rồi, thì thực ra thì cái này các bạn có thể mình config ở ngoài vẫn được ha. Config ngoài cũng được. Ok. Trong phần này thì các bạn chỉ rõ giùm tôi nó là cái kiểu chuỗi và cái giá trị default của nó là như thế này ha. Rồi cho nó đúng không. Ok. String giá trị default của tôi ha. Rồi. Ok, good rồi. Ta định làm trong cái phần theo cái bài hướng dẫn của phần MongoDB đây. Các bạn có thể thấy ta sẽ làm cái phần về todo. Todo ta tạo ra các cái API thêm xóa sửa bằng todo. Thì để cho đơn giản thì tôi sẽ
tạo một cái thư mục, tại vì ta sẽ có thể có nhiều ha. Tôi tạo cái thư mục là to do đi. Rồi thì cũng giống như vậy, tôi có thể tôi copy cái phần init vô. Rồi thì trong cái to do này tôi sẽ có hai cái là cái to do model đi ha. Cái model mình nghĩ các cái model ở bên trong đó ha. Ok. Đối với các model thì ta có thêm một khi mà định nghĩa cái model á, thì các bạn sẽ có thêm một cái gọi là các cái option ha. Các cái option cho phép cái property đó không cần phải nhập ha. Thì tôi sẽ chèn cái thư viện. Tôi làm việc với cái thư viện UUID để cho nó tự động nó generate ra cái ID ha. Rồi cũng như ta sẽ làm việc với các cái thư viện để là định nghĩa các cái field ha. Import về space model về field. Ok. Tôi định nghĩa một cái task model. Task model kế thừa từ space model. Thì cái, trong cái task model này nó sẽ có cái ID kiểu của nó là string ha. Và mình sẽ không sao hết, thiếu thì ta sẽ chèn cái thư viện vô thôi ha, không có vấn đề gì hết. Đối với cái field này thì tôi sẽ default gì ta, default factory ha. Tức là ta cái giá trị khởi tạo ban đầu của mình sẽ là bằng cái UUID chấm UUID ha, chấm UUID UUID thì rồi 4. Ok rồi UUID 4 luôn được. Ok và tôi sẽ đặt cái tên khác alias cho nó có cái name của tôi là gạch dưới ID theo đúng chuẩn của thằng về MongoDB ha. Rồi đúng chuẩn MongoDB thì các bạn sẽ phải có cái phần như vậy. Tiếp theo thì trong cái phần model tôi cũng có thể tôi cài thêm một tí xíu nữa các bạn ha. Rồi thì để làm việc với cái thư viện này, hiện nay nó đang báo lỗi Ctrl C để tôi stop lại cái server ha. Để làm việc cái thư viện này thì các bạn nhớ bib install Okay. Ok, có email validation nữa vân vân. Thì ta có thể nốt lại trong cái phần facet đó. Quay trở lại trong cái phần về model của mình đang ở backend app to do ha. Rồi. Còn báo lỗi hả? Sorry, cái chữ này tôi viết chặt một tí xíu ha. Ok. Rồi. Một tí xíu. Thứ hai, ta làm đơn giản thôi. Một cái task thì có ID, có cái name. Cái name mình string ha. Field default đi ha. Rồi. Complete đã hoàn thành hay chưa ha? Completed đi. Kiểu bool và default của nó giá trị là false ha. Rồi, ok. Chữ phone của mình viết hoa ha. Ok. Rồi, hai dòng. Tiếp theo class của tôi thì trong này có thể các bạn
lúc mà demo các bạn muốn làm đẹp hơn thì các bạn có thể mình định nghĩa các cái giá trị default cũng được, giá trị default cũng được, không sao hết. Rồi, thì tôi muốn cái gì? Tôi cũng muốn thêm một tí xíu ha. Tôi định nghĩa cái phần về config cho nó đi. Để cho tôi có giá trị sample ha. Chỉ sample. Oh no. File name bằng true. Ok. Thứ hai là schema. Schema. Đây, trong phần schema thì tôi sẽ có cái phần về example. Schema example của mình. Và JSON. Thì các bạn thấy có ba cái đó, ID thì thôi kệ nó đi. ID nó tự tăng rồi, nhưng tôi chỉ quan tâm về cái name ha. Ví dụ như là tôi tạo lên về farm stuff. Thứ hai nữa là phần về completed. Completed bằng phone. Ok. Đây, đây là cái schema đầy default. Tí xíu mà khi mình chạy lên API thì ta thấy rất rõ hơn nha. Không sao cả. Tiếp theo. Class tiếp theo của mình cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ có một cái trường update. Tại vì update thì tôi không có cho đụng vô ID. Do đó tôi chỉ cần phải làm tí xíu thôi. Task model ha. Name optional. Thì nó không thích nó update cái phần về name thì thôi ha. Completed ha. Completed cũng là optional. Và cái bool. Và tương tự của tôi cũng làm một tí xíu định nghĩa cái class default ha. Định nghĩa class default của tôi. Ok, bằng false ha. Ví dụ như update thì cho nó bằng true chẳng hạn. Đây là cái default thôi. Cái sample tí xíu mình sẽ thấy rõ hơn. Ok. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa cái phần root, các bạn định nghĩa cái phần root để làm chi vậy, để ra ngoài ta mới thấy được ha. Cái model xong rồi thì tôi sẽ định nghĩa cái phần router ha, hay còn gọi là root, tôi hay đọc root ha. Ok. Tiếp theo trong cái phần to-do của mình tôi sẽ định nghĩa cái phần root. Ok ha. Okay, để tôi làm tuần tự luôn, theo đúng thứ tự thì nó sẽ đủ thôi. Trong vòng rút này các bạn sẽ có dùng về fast API nhé. Đi làm dùng về API về roster. Tôi cần về body ha, thì ta gửi bằng gà boss mà. Tôi cần cái request. Tôi cần HTTP exception. Và tôi cần status ha, status 200 401 500 vân vân. Đó, đây là một số cái rồi fast API chấm respond ha. Thì trong cái phần respond nó về thì tôi sẽ trả về cái JSON respond ha. Rồi thêm một tí xíu nữa thì tôi có thể dùng cái phần về encoder. Encoder của tôi sẽ import về JSONator encoder. Ok. Rồi, thì hồi nãy tất cả các thao tác mình sẽ liên quan tới cái phần model. Thì tôi sẽ dùng cái mục model và tôi sẽ import về cái task model, update task model. Ok. Về phần rules, tôi sẽ định nghĩa router, API router. Ok. Rồi, thì các bạn làm hết sức bình thường giống như cái phần fast API bình thường. Thay vì API như các cái trang hướng dẫn ha, thì tôi sẽ làm việc trên ngay thay vì app trên fast API thì tôi sẽ bằng root ha. Root
Các bạn có thể dùng cho hàm get, get cái tôi là lấy tất cả ha. Rồi. Response expression định nghĩa list all cái task ha, lấy tất cả các task ra. Thì trong này làm cái gì? Các bạn nên dùng async, một trong những đặc điểm nổi bật của nó là dùng async. Definition tôi sẽ dùng list các cái task. Request thì request gửi lên của mình làm gì? Chính là đối tượng về request ha. Cái task ban đầu của tôi bằng một cái mạng rộng nha. Ok. Thì các bạn tôi sẽ dùng cái phần về tạo cái phần về Mongo. Tôi phải kết nối tới MongoDB để các bạn làm. Thì ta sẽ quay trở lại một tí xíu ha. Ta sẽ quay trở lại một tí xíu. Ở đây trong cái phần về MongoDB thì các bạn sẽ khai báo và kết nối cái phần về MongoDB ha. Thì để làm việc với MongoDB thì các bạn sẽ chịu khó giùm tôi một tí xíu. Ta sẽ cài đặt về cái thư viện. Cái thư viện của mình làm gì? Thư viện của mình là motor. 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 Đây là cái thư viện nổi tiếng Axin làm việc với Python và cho MongoDB. Ok. Thì tôi quay trở lại, ta có thể làm dễ dàng thôi. Bip install motor. Ok. Tôi cũng có thể tôi nốt lại. Ok. Tiếp theo ta sẽ qua cái phần về API để ta khai báo một số cái ha. Thì default đối với cái API của mình thì các bạn cũng chú ý, các bạn sẽ thấy rất rõ. Thứ nhất nãy là làm đơn giản để nó chạy, còn bây giờ ta sẽ lấy thêm một số cái thông số khác. Thêm một số thông số khác. Ví dụ như các bạn như thế là chạy rồi. Các bạn cần phần làm việc với motor. Việc với cái thư viện về MongoDB ha. Thì motor của mình dạng Axin.io ha. Import cái Axin.io motor client. Ok. IO viết thôi đúng không? Đây, ok. IO client, ok. Rồi, đủ rồi ha. Thì ta có nhớ bip install DNS Python vô nữa. Bip install DNS Python ha. Ok. Rồi ta sẽ có cái phần về config trong database. Thì hồi nãy các bạn sẽ thấy trong cái phần về config. From config tôi sẽ import cái phần về setting. Rồi hồi nãy ta có cái phần về root đúng không? From root config to do chấm root import cái phần về, ở đây ta sẽ có cái import cái phần về router. Ta có thể đặt cái alias cho nó là to do router. Ok. Tiếp theo quan trọng thì ta muốn xài, ta sẽ add cái phần root này. Ta sẽ đặt cái tag cho nó dễ ha. Ta có thể đặt cái refresh. Ok. Ta sẽ để gắn cho cái sự kiện của mình là sự kiện startup. Startup của tôi phải làm cái gì?
đối với startup thì tôi phải start cái server về về Mongo lên. Startup DB Mongo. Thì trong cái phần về này thì tôi sẽ app chấm Mongo ha. Mongo Hello. Mongo client. Mongo client của mình tôi sẽ đặt sẽ bằng là cái phần Ashi. Thật ra muốn đặt cái tên gì đặt, còn thư viện của mình là Ashi client ha. Thì trong cái phần về setting tôi các bạn có cái phần về setting ha. Cái phần import về setting đúng không? Bên kia nó có nhiều cái setting lắm, để tôi kiểm tra lại cái phần về setting ha. Ok. Rồi, tôi muốn lấy cái setting nhỏ này. Ok. Thì ở chỗ này tôi các bạn sẽ thiết kế giùm tôi cái URL db.url ha. Rồi, một cái chấm client đó. Lấy cái database rồi. Database của mình rồi ha. Thì đó là cái sự kiện và sorry, cái này cái hàm. Ok. Tương tự người ta có một cái hàm nữa. Shutdown. Thì đối với cái hàm shutdown thì mình làm gì, chắc anh chị các bạn cũng rõ thêm, đó là đối với shutdown thì các bạn sẽ close lại cái kết nối ha. Shutdown db. Ok, cách đơn giản nhất là app chấm MongoDB client, MongoDB client ha, MongoDB client, các bạn chấm thêm close, ok, shutdown, ha. Đấy thì chúng ta có hai cái event đặc biệt để mà làm việc với cái phần này, thì tôi các bạn thấy rất rõ. Rồi, giờ quay trở lại cái phần to-do list của tôi ha. Thì tôi mới lấy được cái danh sách là các thành phần bên trong. Bây giờ ta sẽ làm cái gì? Mà mỗi cái thành phần ta các bạn đã làm việc với MongoDB thì các bạn cũng rõ rồi. Ta gọi là một cái document, một cái document ha. Thì ở đây ta dùng cái async cho đó, tôi sẽ away ha. Away trong cái request của tôi. Trong cái request của mình có mình lấy cái gì? App chấm mongo db ha. Hồi nãy mình lấy cái mongo db ở đây tôi tạo cái trong cái mongo db của mình, tôi sẽ tạo có một cái collection có tên là task, mình có thể mình config này ra ngoài ha. Đấy, task ha. Database của tôi là to do, còn cái collection của mình là cái task ha. Mình có thể config làm sao hết rồi. Tôi sẽ đi kiếm kiếm đây kiếm tất cả ha. Tôi sẽ tìm tất cả, giờ đó mình chỉ cần file thôi. Sau đó các bạn sẽ to list nó ra ha, to list rồi. Thì tôi không muốn lấy nhiều, tôi lấy 100 record trở lại thôi, đủ rồi. Tôi sẽ add nó vô bên cái document này vô trong này. Cuối cùng mình sẽ return về task ha. Ok, giờ tôi các bạn sẽ chạy thử. Đây, thì tôi đã lấy ra được danh sách các cái task ha.
một hai ba bốn ha. Đây thì trong danh sách các cái tác của tôi có sẵn ha. Ok, thế là xong cho cái phần về danh sách ha. Tương tự tôi cũng có thể tôi sẽ làm thêm cho các cái thao tác, ví dụ lấy này là lấy tất cả thì tôi sẽ lấy một ha. Yes. Check ID ha. Rồi. Get start detail. Ok. Task. Tôi sẽ có ID tham số trên là kiểu string ha. Rồi. Tôi cũng dùng async để tôi lấy nha các bạn. Tôi sẽ gọi cái phần về request. Ở đây tôi sẽ file theo cái gì thì tôi sẽ file one ha. Tôi sẽ file one thì trong cái cách file one này thì các bạn có thể mình follow theo cái cách truy vấn bởi MongoDB và trong thư viện motor ha. Rồi tôi sẽ tìm theo cái phần về ID thì cái ID này chính là ID của tôi nhập vào ha. Thì nó có thể nó có hoặc không. Có thể nó có hoặc không ha. Rồi. Để kiểm tra coi away request.app.mongodb task.file1. Sorry, chữ 1 có vấn đề. Ok. Rồi. Thì ở đây mình sẽ có nếu trường hợp mà nó có ha thì tôi sẽ trả về. Nếu trường hợp mà nó có thì tôi sẽ trả về cái tab đó ha. Ok. Ok. Trường hợp mà không có thì các bạn sẽ raise lên ha. Raise một cái HTTP exception ha. Thì các bạn có thể đặt lại ha. Ví dụ như status, có thể trên status code của mình cũng gắn hàng 404 find not found ha. Sorry, bay not found ha. Mình có thể gắn vô detail vô cũng được. Rồi, detail của tôi là cái gì? Task ID not found chẳng hạn. Sorry, tôi gắn ngược 2 chấm bằng. Ok. Trời. Tương tự tôi sẽ chạy thử nha ha. Skill. Ok, tôi có cái ID ha. Đây, tôi có ID, tôi copy thử cái ID. Rồi. Tôi chạy yourself truyền vô cái ID ha. Skill. Đây, nó ra sẵn ha. Còn nếu mà truyền bậy vô tí xíu skill ha. Not found. Ok. Ok, sẽ tiếp tục với cái phương thức boost ha để update một cái task. Router update thì ta dùng cái phương thức boost. Thứ hai là ta sẽ định nghĩa cái URL của mình ha. Ok. Rồi. Ta có thể mình expression cho cái API của mình ha. Thì cái này tức là ta sẽ update cái task. Rồi. Cũng nên làm cái phần về action, define một cái method, một cái function task. Thì để update thì điều đầu tiên các bạn sẽ cần cái ID của mình. Thì chắc là ta sẽ dùng kiểu string, tại vì ta dùng kiểu vui mà. Rồi, ta sẽ lấy cái thông tin request mà ta gửi lên. Request. Rồi,
Tiếp theo thì cái ở trong cái ta phải có cái về phương thức post trong cái tiêu chuẩn về RESTful API thì các bạn cũng biết rồi, ta sẽ gửi trong cái phần body, tức là một cái model ha, để tôi gọi là cái task, thì ta sẽ gọi là cái update task model mình đã khai báo dependency ở trên rồi ha. Rồi tôi sẽ gửi trong cái phần về body ha. Ok. Thì để làm được điều đó thì các bạn sẽ phải đi tìm coi thử nó có không cái đã. Chứ nó không có thì sao mà update ha. Dạ. Yeah. Thì các bạn sẽ sử dụng MongoDB để ta sẽ đi tìm. Ok. Người ta sẽ duyệt qua từng cái ha. À. For case nằm trong nào, nằm trong danh sách các cái task ha. À. Ok. Trong này tôi sẽ có danh sách các cái item. Và nếu sau khi tìm xong rồi là nó gọi là nó khác luôn á, tại bên Python ta hay dùng cái none. À. Dạ. À, thì ta có thể viết gọn lại như vậy. Thì sau khi tìm xong thì tôi sẽ có kiểm tra coi thử danh sách các cái task mà tìm được của mình nó có lớn hơn 1 hay không ha. Đương nhiên của mình thì mình sẽ là lớn hơn hoặc bằng 1 ha. Rồi. Nếu mà lớn hơn và bằng 1 thì tôi sẽ làm cái gì? Tôi sẽ thực hiện về update ha. Update result đi ha. Update task result đi. Rồi. Thì đa số trong các cái hàm của Fast API các bạn sẽ dùng cái away, tại vì nó async ha, cái request. Rồi các bạn sẽ dùng truy cập tới danh sách các cái tab ở trong MongoDB của mình. À, thì MongoDB các bạn sẽ collection của mình là cái task ha. Các bạn sẽ thực hiện về update one ha. Update one rồi, update one. Để update quan cái gì thì tôi phải có cái tiêu chí để cho nó update. Thì thứ nhất là cái ID là cái quan trọng nhất, cái ID của mình chính là cái ID ha. Và thứ hai thì các bạn có thể mình ta sẽ chọn cái toán tử mà update. Thì ở đây tôi update nguyên cái object luôn. Thì tôi sẽ ok. Rồi, đó là trường hợp update. Ta còn thêm một số cái. Phải không? Ai biết nó update thành công hay không thành công thì tôi mới kiểm tra thêm một tí xíu nữa. If update status của mình. .modify. Modify this count. À, coi thử nó có bằng 1 hay không ha. À, thì trong cái lệnh if này tôi sẽ có hai cái sẽ xảy ra. Rồi. Update task của tôi. Tôi sẽ gán bằng always ha. Tôi sẽ delay là lại ha, coi thử nó có, nếu mà nó thành công rồi đó, update thành công rồi thì tôi delay ra lại. Đấy lại làm sao? Always or request ha. app.mongodb.task ha. Action của mình là task. Sau đó các bạn dùng file one để các bạn đi kiếm ha. Kiếm dựa vào một ha. Nhớ thì ID thì chắc chắn là nó sẽ không trùng rồi. Rồi. Thì trong cái file one này tôi có thể mình sẽ làm thứ nhất thông thường nhất đó là cái ID. Cái ID của các bạn sẽ là chính là cái ID ha. Yeah. Nếu cái lệnh if này is not null ha. Tôi hay nói not null rồi. Thì tôi sẽ return về cái update task đó, tức là tôi sẽ return về cái task mà đã update được ha. Rồi. Được chưa? Rồi, cái đó là một số cái trường hợp mình xảy ra. Rồi, ok. Nếu còn một số cái phương thức nào nữa thì các bạn có thể mình sẽ làm thêm
Không có vấn đề gì hết, đây là chuyện bình thường thôi. Ở đây mình sẽ làm một số cái phương thức để các bạn có thể đủ cái method của mình là CURD ha, thêm xóa sửa, thì tôi sẽ còn một là một cái phương thức về xóa nữa nha các bạn. Rồi sau đó ta sẽ qua cái phần về frontend, tôi sẽ frontend tôi sẽ thiết kế sơ thôi. À, nếu có thời gian thì tôi sẽ thiết kế nó kỹ hơn. Tiếp theo, trường hợp cũng có thể trường hợp mà tôi update không thành công. Update không thành công, tôi nhớ cái ngoặc này ha, cái này là update thành công đúng không? Rồi, tôi sẽ trường hợp mà update không thành công chẳng hạn, tức là có nhưng mà update không thành công đúng không? Tôi sẽ ít giúp tôi một tí xíu. Kiểm tra coi thử có cái tiêu tồn tại cái task này hay không. Tôi sẽ away away file one, thì ở đây tôi copy cho nó lại rồi. Đây away file one, là cũng có thể mình lấy lên lại cũng được, không sao hết. Cái này cũng không thành vấn đề. Not none. Nếu trường hợp này thì tôi sẽ return về cái assist task này. Tôi update không được nhưng mà tôi vẫn ha. Sorry. Rồi, còn trường hợp cuối cùng. Thì tôi sẽ write ra một cái exception. HTTP exception. Ở trên này các bạn thấy là nó có mà. Đúng không? Nó luôn rồi. Đó. Vậy thì ở đây tôi sẽ trả về chuyện không có, đó là status code ha. Status code của mình. Nếu mà nó xuống được như này thì status code của tôi là 404 và cái phần detail của cái code của mình là task ID not found. Task ID not found. Ok. Tiếp theo cái cuối cùng tôi sẽ làm cho cái phần về delete. Cái method của mình là delete router. Delete thì các bạn dùng cái HTTP verse của mình là delete ha. Và một cái truyền vô ID, delete thì phải có ID. Thì các bạn có thể description cho delete a task. Ok. Các bạn sẽ định nghĩa dùng action definition cho một cái hàm definition ha. Ok, definition rồi cái hàm delete task. Ok, thứ nhất ID thì cái đó là kiểu string đương nhiên rồi, cái request tôi phải gửi lấy cái thông tin request tôi gửi lên ha. Rồi request. Ok, thì trước hết các bạn sẽ xác định cái task và cần cái delete các bạn cái delete, hoặc là ta có thể làm lẻ luôn cũng được, thì các bạn có thể dùng Always request, các bạn app.mongodb, danh sách các cái task. Delete. Delete one. Thì trong cái phần delete one của mình tôi sẽ delete dựa theo và ID. Ok. Nếu mà delete task này số lượng deleted count bằng 1, tức là ta delete được ha. Tôi sẽ return về cái JSON response của mình, status code của tôi là thành công. Thì đối với delete thì thường thường ta hay dùng cái status là HTTP 204 ha, no contact. Ok. Ngược lại thì các bạn sẽ làm cái gì? Raise lên cái HTTP exception. Status của tôi thì chắc cái này là status của mình là status code là 404, tự tìm có. Detail thì cũng giống như vậy là not found, để cho nó lẹ đi. Rồi, ok.
Dạ, thì cơ bản trong cái phần và define ra các cái API mình đã làm xong. Thường các bạn sẽ chạy thử cái phần về API ha. Ok. Rồi, ta sẽ chạy lên thử cho cái API mình. Localhost 8000 ha. Rồi, chờ một chút xíu nó work rồi ha. Đọc. Rồi. Ok. Các bạn sẽ thử thì ở đây các bạn thấy đây đây trong cái phần collection to do task của mình có đầy đủ 1 2 3 4 ha. Thì ta làm thử cái get đây, cho làm lại đi, từng cái một cái ha. Tôi đã lấy được cái danh sách rồi. Đây, launch task ha. Get thì các bạn có thể lấy ha. Thì tôi các bạn đã lấy được ra cái danh sách rồi ha. Rồi, tôi vừa update chẳng hạn thì tôi sẽ trace cho sale, tôi giả bộ tôi có thêm chữ S này vô, chắc chắn là không có đúng không ạ? Rồi, để tôi các bạn sẽ là tôi update lại cái method ở dưới này ha. Rồi, đây là cái body thì các bạn hồi nãy các bạn thấy đối với phần update thì mình duy trì trong cái phần update model của mình là trong phần body ha. Rồi. Đây thì tôi truyền thì các bạn thấy hai đứa này có khác khác rồi đó. Ok, tôi chạy lại ha. À, trường hợp thứ nhất từ skill đây skill các bạn có task not found ha, task not found đúng rồi. Task này không có mà. Rồi trường hợp thứ hai tôi làm cho nó đúng skill đó thì đang trả về cái task đã được làm ha. Update thì các bạn có thể kiểm tra lại lấy cái này này đúng không? Tôi refresh lại đi ha. Đó, các bạn thấy nó ra chữ true ha. Rồi, bình thường. Tương tự, ta có thể xóa. Không chơi. Tôi có thể thực hiện tôi xóa cái lấy cái dòng này tôi xóa luôn. Rồi, delete ha. Try it yourself. Đây. Điền vô chữ S thì các bạn nó vào đúng không? Ta sẽ nó vào. Nếu mà trường hợp tôi sẽ skill một cái ha. Đâu rồi, skill chưa nhỉ? Chưa đúng không? Skill đây. Nãy nó chạy xong rồi mà do quên mình 204 nó vào đúng không? Ok, nó sẽ refresh lại coi thấy nó còn 3 là đúng rồi. Ok, good. Ok, thế là xong cho cái phần về back-end thì tôi các bạn có thể làm trong cái phần về front-end ha. Rồi, về cái front-end thì tôi sẽ tạo ra React ha. Phần này ha, để Node.js sẽ tạo cho mình một cái project về React. Ok, chờ một tí xíu để các cái basket nó sẽ restore lại. Ok, xong chúng tôi tạo cái app phần front end xong ha. Cái phần đầu tiên nếu các bạn clone cái source code về thì các bạn sẽ là npm install ha, để nó sẽ dựng rồi cái node model ha. Rồi ok, npm start
Nhiệm vụ trong cái phần frontend, các bạn sẽ lấy danh sách các cái class, các cái task có sẵn. Hiện nay thì chỉ còn có ba cái task ha, để mình tự show ra. À, rồi, đây là cái trang React chống tin ha. Tôi sẽ mở cái file app.cs ra để ta sửa ha. À, thứ hai nữa thì tôi muốn giới thiệu, các bạn có điều kiện qua làm thêm. À, ta dùng AnDesign ha. À, để lấy một số cái icon React UI. À, đặc biệt về cái task thì tôi có thể tôi dùng cái timeline ha. À, timeline của AnDesign. À, để ta hiển thị ra cho nó đẹp ha. À, thì các bạn có thể tra cứu thêm cái thư viện. Để mình có thể mình trình bày ra một số cái layout. Đây, đây các cái dạng về timeline nè. À, có cái màu ha. Đây thì tôi muốn thôi. À, thì các bạn ta có thể thêm các cái timeline vô. Ok. Rồi, chỉnh sửa lại cái file app ha. Thì chuyện mình xài thì các bạn tôi có xài cái thư viện em của mình, cho đó tôi sẽ cài vô ha. npm install cho cái thư viện em design ha. Hoặc các bạn có thể coi cái phần về hướng dẫn của nó. Đây, tôi có xài cái phần AM Design à. Đây. À, khi mà cài xong thì trong cái phần frontend, trong cái phần về node module thì chắc chắn nó sẽ có cái AM Design ha. À. Xíu cài xong. Rồi. Em bị em ăn trước. Đây, cái thư viện của ta đủ rồi. NPM start lên ha. À, tôi sẽ chỉnh sửa về cái frontend để cho hiển thị ra cái timeline. À, thì này tôi có giới thiệu các bạn cái timeline ha. Đây. À, thì tôi muốn dùng cái timeline theo kiểu này. Thì làm cái gì?
Thì các bạn thứ nhất sẽ chèn cái thư viện vô ha. Ta sẽ chèn cái timeline của cái thư viện, từ thư viện am của mình, import vô cái trong cái timeline thì ta sẽ có cái danh sách các cái cột. Rồi from an một cái thì các bạn sẽ có lấy cột, lấy dòng nè, lấy timeline nè, timeline ha. Tí xíu thì ta có thêm cái phần về ở đây, ta có rất nhiều cái kiểu ha, mình có thể dấu cộng, dấu trừ. Thì có rất nhiều cái icon. Ta có thể sử dụng thêm cái icon để cho nó lên. Thì ở đây tôi sẽ xài cái icon cộng trừ. Import vô. From một cái từ cộng an design icon ha. Ví dụ như checkbox. Tôi có cái check circle ha. Check circle outline rồi, outline. Ok. Thứ hai nữa là minus trừ circle outline. Ok. Rồi, tiếp theo ta sẽ dùng khai báo các cái biến trạng thái để mà lưu trữ danh sách các cái task cũng như là cái timeline ha. Thì các bạn sẽ từ cái thư viện là React, thư viện gốc của mình, để các bạn có use state với use effect ha. Use state rồi use effect. Ok. Đây. Đây sẽ khai báo tương ứng cái biến task cũng như là cái hàm là update về cái hàm set về cái task. Thì cái này các bạn sẽ lấy từ useState, các bạn lấy ra useState. Rồi, ban đầu default, giá trị default rộng ha. Tiếp theo cái timeline của mình cũng vậy, timeline set timeline thì ban đầu của mình cũng bằng rộng luôn. Ok. Rồi define cho cái phần về lấy cái data ha. Tôi sẽ lấy tất cả các dữ liệu. Fast on data, fast on task. Thì các bạn sẽ lấy từ cái backend, nghĩa là action ha. Action. Làm cái gì thì ta sẽ lấy một cái response. Response lấy ở đâu thì các bạn nhớ cái action thì các bạn ở trong cái CS đời mới giờ thì nó có cái phần về action thì ta sẽ có away. Rồi ta sẽ gọi cái hàm fetch đơn giản, ta gọi hàm fetch, còn phức tạp hơn các bạn dùng axios fetch vân vân. Đem fetch data xuống cái địa chỉ của mình thì để cho nó đơn giản tôi sẽ lấy cái URL này ha, dùng kiểu ghép lấy cái URL này rồi. Rồi cái task của tôi một cái. Tiếp theo cái phần về danh sách các cái task và được lấy rồi. Cái task của mình sẽ phải bằng cái gì, phải chờ ha. Lưu ý cái action phải chờ response chấm json, rồi nó sẽ trả về dạng json.
Sau khi lấy xong rồi thì các bạn dùng hàm set task để mình set vô ha. À. Ok. Rồi, đó là cái phần về lấy danh sách. Ừ. Rồi, tôi cũng có thể set một cái interval cứ khoảng 1 giây thì lấy lại một lần. Ừ. Interval. Set interval. Yeah. Gọi cái hàm fetch all này ha. Rồi, default là 1 giây là 1.000 ha. Ok. Tôi muốn để trong cái phần effect này luôn. Rồi. Rồi. Cuối cùng ta sẽ return về trong cái phần về effect của mình. Linking server, interval. Okay. Cái effect thứ hai để set đó là làm cho cái phần timeline. Ừ. Cái timeline mình có nhiều item nên là đặt là timeline item này ha. Rồi. Trong danh sách các cái task thì các bạn có thể đảo ngược đi làm cái gì đó tùy ha. Rồi, thì các bạn sẽ mark danh sách các cái task này ứng với mỗi cái task ha, thì ta sẽ xử lý nó. Rồi, làm cái gì tôi sẽ return về cái xem trong thuộc tính các cái task này ha. Đây, sau khi mình map xong rồi, ứng với một cái task này thì các bạn sẽ có complete hay chưa complete. À, thì ta có cái thuộc tính đây, bằng true và false. Complete. À, nếu nó đã bằng true thì ta sẽ hiển thị cái thẻ timeline của mình ha. Đây. Timeline.item chúng ta sẽ ai chậm ha. Tôi sẽ dùng check cái circle outline. Yeah, ok. Thì tôi với check circle outline thì tôi cho nó tự đóng đi. Trời, một cái màu. Test discoloration. Đủ rồi. Cái timeline này đủ rồi. Ở trong cái timeline này ta sẽ điền vô danh sách các cái task. Task.name. Ta sẽ điền vô cái name của cái task đó ha. Ok. Rồi, nếu mà thích thì các bạn có thể điền vô task.id vô ha. Mà cho nó nhỏ nhỏ cũng được. Ở trường hợp còn lại đây cũng như timeline bình thường.
Đây ta sử dụng cái minus. Đây, cái dấu gạch ngang á, tức là cái item này đã đây, đổi một cái màu. À, mình đã lấy xong được danh sách các cái timeline ha. Rồi. Cái timeline của mình đã ra rồi á, tuy nhiên là có thể thiếu cái thư viện. Ok. Để cho cái size nào nó cũng connect được thì thôi thì chỉnh lại cái CRS ha, origin của mình cho thoải mái. Thì các bạn thấy các danh sách các cái task đâu rồi? Rồi nó sẽ trả về được ba cái task rồi ha. Nãy là nó phần này đỏ, đây là CRS từ cái ứng dụng React của mình, đây ứng dụng file này của mình không kết nối qua được. Rồi chuyện thứ hai, giờ hiện nay thì chắc là nó cũng đã có ha, thì có thể là thiếu cái thư viện. Ok.
chữ phải CSS ha. Rồi ANT. Thì ta chèn cái CSS vào thì ta có được cái danh sách các cái task của mình ha. Tôi có thể demo trực tiếp. Rồi ta sẽ thêm như vài cái nhé, sẽ lên BFB bằng true chẳng hạn, skill thì trong vòng khoảng 1 giây thì các bạn sẽ thấy bên phone nó sẽ tự động nó sẽ lấy cái thông tin lên ha. Yeah, tương tự. Sắp ha. Thằng này sao? Các bạn có thể thêm vào trong cái phần về sắp xếp. Rồi. Thì cái phần hướng dẫn về cái công nghệ về cái farm của mình gồm có Fast API làm cho API, MongoDB làm cho database ha. Rồi, MongoDB là một cái NoSQL, NoSQL nổi tiếng ha, dạng collection, dạng document đó. Rồi, về frontend thì ta có cái phần về React.js để các bạn đọc và nó ra, thì có thời gian các bạn có thể thêm bằng cách là cho phép trực tiếp thiết kế cái UI trực tiếp chứ ta không phải gọi bằng API như thế này để thêm cũng như sửa các cái item ở bên trong.